Sao thế? Mạnh dạn thò tay hẳn vào mà bắt chứ nhỉ? Hàng này to lắm anh Hùng ơi, em sợ có rắn lắm. Ui giời, cái hang đấy chưa chắc đã có cua đâu. Phải tìm cái hang nào mà ở miệng hang nó có bùn lấp lấp vào ấy thì mới chắc là hang đấy sẽ có cua, hiểu không? Ê, tao bắt được cua này. Ui, con này to phết đấy. Ui, ê, chị Quỳnh may thế. Từ sáng đến giờ tao bắt được cua to thôi. À, sao tao may lại. À, đúng rồi ơi, kêu 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 tao rồi. Giải, đứng yên đi, đừng có dậy. À, đau đau đau, kêu kêu à, đau quá. Bây giờ mày thả tay xuống đất đi, tự khắc nó bỏ đi. Ơ nè, đau đi, bỏ ra. Dũng xuống. Ơ, nó nhả thật kìa. Ai ôi, đau quá, càng cắn ngập cả ngón tay tao luôn ấy. Sau bắt cua ấy, là mình phải cầm vào hai cái càng nó ấy, cầm chặt vào. Đừng có cầm một càng hay là cầm vào chân nó que lại, nó cặp cho đấy, dốc ngốc. Biết rồi, tao quên thôi. Vào đây, được rồi, thôi, bắt đi cả trưa rồi, nhanh lên. Vẫn đau đây này. Mấy cái con méo múp này là của tao đấy, tao toàn bắt được con to thôi. Ê, thế bây giờ làm món gì nhỉ? Làm cua đồng rang me đi. Được đấy anh Hiếu ạ, sốt me ăn tuyệt cú mèo. Chốt. Sau khi mà cua đã xóc với muối ấy, chúng ta sẽ bóc mang bóc yếm, bỏ riêng gạch ra cái bát con này để tí xào. À, thì chúng ta sẽ lại tiếp tục rửa đi rửa lại nhiều lần với muối cho nó sạch hẳn đi. Đó. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nhờ thằng Hùng luôn nhá. Mày chiên cua giòn hai mặt cho tao, ok? Ok. Chiên vàng giòn lên, đây giòn ăn đây, cho vào. Cái Quỳnh, me đây rồi, cho vào bát con, đổ nước lọc vào, lấy nước cốt me cho tao nhá. Nhớ phải bỏ hột đi, không ăn phải hột nha, nó mọc cây lên đỉnh đầu mà chết. Nó mọc cả cây lên đầu á? Gớm, mày cứ làm như tao là trẻ con không bằng ấy. Rồi, cua vàng ở đây, Hùng gắp cho tao đây. Rồi, chiên cua xong rồi, vớt ra đây. Bây giờ tao sẽ làm nước sốt me. Linh hồn của cái món cua rang me là đây, nhá. Đấy, đầu tiên thì tao sẽ phi vàng hành tỏi trước đã. Sau đó tao sẽ đổ gạch cua vào và xào sền sệt. Đấy, rồi, Hùng vớt ra đi để tao làm nước sốt me nào. Được chưa? Xong rồi. Rồi. Sang đây đi, để tao làm nước sốt me. Đấy, bây giờ gạch cua sền sệt từ đây này. Tao sẽ cho nước cốt me vào đảo cùng. Cùng với đó là sẽ cho tầm 2 muôi nước lọc vào. À, tùy thuộc nhiều cua hay ít cua mình cứ đổ nước vào. Khi nào tổ tiên bảo là đủ thì là nhá. À, nước cốt me này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào đây là hạt nêm này, mì chính và đường. À đấy, đường chúng ta sẽ cho nhiều nhiều một chút để tạo cái độ chua ngọt. Rồi độ cay thì chúng ta sẽ cho vào đây là tương ớt và tương cà. Ăn cay cay một chút ấy, thì cho thêm tương cà nhiều một chút. Còn nếu mà muốn ăn cay hẳn thì chúng ta sẽ cho thêm 1-2 quả ớt tươi vào nhá. Rồi nêm nếm gia vị làm sao để chua cay mặn ngọt vừa đủ là được nhá. À, đưa đây hạt nêm này. Đấy. Giờ chúng ta sẽ đảo cua vừa chiên vào đây nhá, đảo thật đều.
Rồi, đảo cua đều tầm 2-3 phút. À, chế tạo, mày pha cho anh 2 thìa bột năng vào 1 nửa bát nước lọc nhá. Pha đi. Nào được chưa? Được anh Hiếu ơi. Đưa đây, đưa đây. Rồi, có nước bột năng thì sốt nó sẽ sền sệt hơn và bám đều vào cua hơn các bạn nhá. Đấy. Khi mà sốt me đã bám đều vào cua rồi ấy, thì chúng ta sẽ cho hành lá và đảo đều nhá. Sau đó thì tắt bếp. À đây đây. Đấy. Bây giờ chỉ việc đổ ra đĩa thôi nhá. Nhìn vàng ươm này. Hấp dẫn quá chứ mày ạ. Ăn luôn được chưa? Chưa, phải để mai cơ. Ồ. Làm xong không ăn luôn thì mày định để đến bao giờ? Ăn thì chứ còn gì nữa. Nào, chén đi. Đấy, cái càng này. Không ngờ cua đồng ngon thế chúng mày ạ. Tao cắn được cả càng cả chân luôn này. Mày quên mất chữ răng me của tao đấy nhá. Cua đồng răng me. Ăn từ từ thôi không hóc. Mày quên của tao. Ôi! Răng me! Anh Hiếu ơi, mình ăn cua nào rồi khỏi phải ăn cơm anh nhỉ? Mày không nấu cơm cho bố à? Em quên mất. Giời. Ôi, tôi chết rồi. Hình như tao với mày vào đây là không phải mở cổng thì phải này. Mày đi mày có khóa cổng không đấy? Em nhớ là em khóa rồi mà. Mày khóa mà cái cổng nó như kia à? Ôi giời ơi, kiểu này trộm nó mà vào nó khoáng nha. Về bố cho mày nát đít. May thật đấy, tủ lạnh, tivi vẫn còn. Không về bố mà không thấy bố ánh nó lát đít đấy. Các cụ nhà mình gánh cọc lưng anh Hiếu nhỉ? Chả thế thì sao nữa còn. Cái gì anh Hiếu? Cái bao thóc ở hề kia đâu rồi? Hả? Hai bao thóc đâu rồi? Ôi dồi ôi, tôi chết rồi. Hai bao thóc đâu rồi? Đúng rồi nhỉ? Hả? Ở đây mà. Ôi chết rồi, mất hai bao thóc rồi, trộm nó lấy mất rồi. Chết rồi anh Hiếu ơi, mất khóc rồi. Ôi trời ơi, bây giờ phải làm thế nào? Em không muốn nát đít đâu. Mày mà nát đít thì tao cũng đi luôn cái bản tọa nhá. Biết mày não ca vào mà tao vẫn để mày cầm chìa khóa nó mới ngu chứ lị. Làm nào bây giờ? Nhà còn mỗi hai bao đấy để ăn tới lúc gặt cho đấy. Anh Hiếu ơi, hay là mình đi mua thóc bù vào đấy đi. Tiền đâu? Tao bán mày đi lấy tiền nhá. Mày đúng là báo đời chưa đủ, mày báo cả tao nữa. Báo nguyên 365 ngày đấy Tảo ạ. Anh Hiếu ơi, thế thì chỉ còn cách là mình đi vay thóc đi. Vay ai? Giờ tháng 3 ngày 8, giáp gặt nhà ai cũng sắp hết thóc rồi, bây giờ vay ai? Vay ai? Anh Hiếu ơi, hay là vay cô Tuyết đi. Hôm trước em thấy cô Tuyết bảo là có mấy tạ thóc đang định bán bớt đi kìa. Cô Tuyết á? Thế sao mày lấy đâu ra tiền để trả ngần ấy thóc hả? Thì em với lại anh. Em nào? Hả? Có mình vậy thôi, đừng có anh với em nhá, tao không liên quan đến cái vụ này đâu, gớm. Anh Hiếu ơi, anh giúp em đi. Bây giờ chỉ có mỗi anh mới giúp được em thôi. Anh em máu chảy ruột mềm mà anh Hiếu. Tao không biết kiếp trước tao mắc nợ gì mày mà kiếp này tao coi như là đen tao mới phải làm anh trai của mày đấy Thảo ạ. Em cũng không muốn làm em của anh đâu. Cái gì? Ý em là em không có muốn làm khổ anh đâu. Tại bố mẹ để ra đã thế rồi. Mặt đỏ nhìn ghét. Cái gì? Vay thóc á? Thế không phải hôm trước tao sang nhà mày vẫn thấy nhà mày còn hai bao thóc đấy thôi.
Này, đừng có nói là mày chơi bời, mày nợ nần ai rồi người ta đến người ta đòi nợ mày nhá. Không phải đâu cô ạ. Cháu có chơi bời nợ nần gì đâu ạ. Thôi được rồi, cháu nói thật cho cô biết. Thế nhưng mà cô phải hứa với cháu là cô đừng nói với ai. Với lại nhất là bố cháu ấy cô ạ. Cô mà để bố cháu nghe thấy là bố cháu quánh cháu nát đít đấy ạ. Nói thì nói luôn đi, ậm à ậm ừ mãi. Thì bọn cháu đi chơi ạ. À không, trước khi đi chơi cháu đã dặn cái Thảo là phải khóa cổng cẩn thận vào rồi. Thế nhưng mà nó quên, thế là trộm nó vào nó bớ mất 2-3 thóc cô ạ. Mà bọn cháu thì lại không có tiền để mua bù vào đấy, nên là mới phải sang vay cô. Bố cháu mà biết chết bọn cháu. Cô Tuyết ơi, cô Tuyết, cô thương cháu, cô cho cháu vay đi ạ. Sau này cháu sẽ đi làm, cháu kiếm tiền cháu sẽ trả cho cô ạ. Ra là thế. Cho vay thì cũng được thôi. Thế nhưng mà cho vay thì phải tính lãi đấy. Chứ thóc nhà cô á, không cho vay không được đâu. Lãi à? Lãi bao nhiêu cô? Thì vay 1 bao, trả 2 bao. Mà vay 2 bao thì cô tính rẻ thôi. Cô lấy 4 bao. 4 bao? Uầy, cô ấy lãi 4 bao thì cô cắt cổ bọn cháu à cô? Ồ hay, thời đại nào rồi? Làm gì có ai cho không ai cái gì bao giờ? Nhà tao còn 5 bao thóc. Bà Thuận béo á, đang muốn vay ăn đong 1 bao. Tao còn chưa muốn cho vay đây này. Nể tình chúng mày là con cháu, tao thương tình tao mới cho vay đấy. Nhưng mà cô cho người khác vay bằng với giá cho bọn cháu vay thế thì thương cái xương chẳng còn cô ạ. Thế bà ấy vay trước, tao còn chưa muốn cho vay. Chúng mày hỏi vay cái, tao cho vay luôn. Thế không phải là thương à? Nào, thế có vay không? Không vay thì đi chỗ khác, tao còn bao việc đây này. Bọn cháu có vay cô ạ. Mày điên à? Vay xong rồi lãi nhiều như thế, trả kiểu gì? Thì cứ vay đã anh, xong rồi tính sau. Bây giờ mà không có thóc, bố đuổi em ra khỏi nhà đấy. Thôi được rồi. Thế bây giờ bọn cháu vay tạm 1 thúng về ăn trước đã cô ạ. Bố mà bảo ấy, thì bảo là gà nó mổ thóc, nên là mình phải cất, bố cũng không để ý đâu. Em biết rồi. Thôi được rồi, vào trong nhà mà lấy. Thế nhưng mà phải nhớ, gạt bằng miệng thúng thôi, nhiều hơn á, ta bắt trả lại đấy. Ở gian dưới á. Dạ vâng ạ. Cô Tuyết ơi, cháu lấy 1 thúng đây rồi ạ. Ồ hay, ta đã nói là lấy ngang miệng thúng thôi, sao mày lấy lắm thế? Đặt xuống ta bảo. Cô ơi, cháu lấy ngang miệng thúng mà cô. Mày cứ đặt xuống đây. Vâng. Nhìn cái gì? Xong rồi đấy. Bê thóc về đi, không bố mày về. Chào vợ ạ. Chào chào cô ạ. Anh Hiếu ơi, nếu mà anh mệt thì anh cứ ngồi đấy nghỉ đi. Mày mệt thì cứ nghỉ đi, tao cố bắt thêm tí nữa rồi mang ra chợ bán cho nó kịp. Anh Hiếu ơi, em xin lỗi anh nhá, vì não cá vàng của em mà anh phải khổ. Mày biết tao khổ ấy, lần sau mang cái não vào đầu hộ tao cái. Nghĩ đến cảnh sang nhà cô Tuyết vay thóc, cứ như kiểu cảnh chị Dậu đem bán con ấy. Nhục ơi là nhục, chẳng hiểu sao lúc ấy tao vẫn cắn răng chịu đựng để bê cái thúng thóc về nữa. Hiếu Thảo ơi, nghe bảo. Gì đấy? Tao với thằng Hùng hái được rổ rau to đùng như này, cho chúng mày đấy, mang ra chợ bán kiểu gì cũng được 20.000. Em cảm ơn hai anh chị nhá. Anh em chúng mày bắt được nhiều cua chưa? Của tao chắc được khoảng 2 lạng. Của em được 4 con này. Mày đúng là chỉ được cái ăn hại đấy. Thôi, bao nhiêu cũng được, bán đi xong ngày mai lại bắt tiếp. Này. Cái đứa nào mà vào nhà mày ăn trộm mà có lương tâm đấy nhỉ? Chỉ ăn trộm mỗi thóc mà không lấy gì cả. Lạ nhỉ? Tao cũng hỏi mấy người quanh nhà tao là có thấy ai vào nhà tao chở thóc đi không? Nhưng mọi người bảo là không thấy bởi vì không ai ở nhà đi làm đồng hết. Thôi.
Thôi, coi như là mất luôn rồi. Năm vận tháng hạn mày ạ. Ê, cô Tuyết kìa. Thôi đi chúng mày, xem như là không nhìn thấy gì, đi. Ô. Yeah. Cái bao tải cho cô Tuyết ngồi đốt kia nhìn quen quen nhỉ, đúng không Thảo? Ờ, anh Hiếu ơi, chữ kia chẳng phải là chữ của anh còn gì. Hôm trước anh mua bút dạ anh viết lên đấy còn gì nữa. Đúng rồi. Hôm trước tao mua bút dạ xong rồi tao thử vào cái bao tải đấy mà. Sao lại ở chỗ cô Tuyết nhỉ? À, cô ấy đang chuẩn bị đốt nó. Thế khéo là phi tang đấy chúng mày ạ. Đi ra hỏi cho ra nhé. Cô Tuyết! Ôi, giật hết cả mình! Mày quát tao đấy à? Dạ, dạ không ạ, cháu không có ý đấy. Cháu chỉ muốn hỏi cô là tại sao cô có cái bao tải này ạ? Thì tao đi đốt rác, tao thấy cái bao tải rách này ở cổng nhà tao, tao cầm đi tao đốt chứ làm sao? Cô, thế cô có biết là ai vứt không cô? Chịu, ai mà biết được, thế có chuyện gì? À thì, chả là... Không ạ, không có gì đâu cô ạ. Cháu định xin cái bao tải rách này về lót ổ cho cái Thảo. Cháu lót ổ cho con lui nhà cháu thôi ạ. Mà thôi, cháu xin phép, cháu xin cô nhé. Xin ạ. Này chúng mày, cái bao tải này ở chỗ cô Tuyết đốt rác thì tao chắc chắn 90% là người trong làng lấy thóc nhà tao rồi đem vứt cái bao tải này đi. Thế là cô Tuyết lấy anh? Không phải đâu, chẳng có ai công khai mang vật chứng đi đốt cả. Với lại cô Tuyết sang nhà mình suốt đấy, có mất cái gì đâu. Thế bây giờ làm sao để biết được thủ phạm trộm hai bao thóc nhà mày nhỉ? Hay là báo công an đi, rồi đến từng nhà khám. Anh bị điên à, bây giờ mà báo công an cả làng biết, xong bố em lại xử em cái tội đi chơi không khóa cổng đấy. Tao nghĩ những người hay đi ăn trộm ăn cắp thường thiếu tiền mới làm như thế. Hay bây giờ mình thử khoanh vùng những nhà nghèo nhất xóm, rồi là những người thuộc dạng đặc biệt ấy. Chúng ta sẽ vào từng nhà rồi xem như thế nào. Cái bao tải này ở chỗ cô Tuyết thì chắc chắn trong nhà người đó vẫn còn một cái bao tải nữa. Được, thằng này khôn phết, tiến hành kế hoạch đi. 1, 2, 3, 4. Hiện tại đang có 4 hộ gia đình trong diện đặc biệt. Được rồi, bây giờ chia làm 2 nhóm, 2 đến 1 nhóm, chia nhau ra nhá. Có tin gì ấy, chụp rồi báo cho nhau, hiểu chưa? Hiểu, ok. Đi đi. Nếu đánh, loanh quanh nó lại về. Chú Giang ơi, chú Giang, chó Giang, cứu bọn cháu, cứu bọn cháu đi. Chó đuổi bọn cháu. Làm gì con nào? Ra đây. Thật không ạ? Thật. Thế chó nhà nào đuổi chúng mày? Cháu làm sao mà biết được. Hôm nay cháu vừa mặc cái áo mới, mới ra đầu ngõ đã bị chó đuổi rồi. Có khi nào cháu đẹp dài quá nên bị chó nó đuổi không chú? Mày đẹp sao bằng tao? Thôi ra đây đi, không có con nào đâu. Không có đâu, ra đi. Còn chó nữa cũng sợ. Cây táo nở hoa nè. À mà chú Giang, nay chủ nhật chú không đi trực à? Chúng mày nghỉ thì cũng phải cho chúng nghỉ chứ. À nhưng mà nhà chú có cái cây táo đẹp thật đấy chú ạ. Nở hoa nhỉ? Táo đột biến của chú đấy. Bao tiền mới mua được ấy, chứ không phải đùa đâu mà. Ừ. Chú Giang lúc nào cũng chất như thế. Hùng ơi, nhìn dưới gốc cây có cái bao tải không? Cây đẹp quá. Ôi eo ơi, chú Giang này. Ê, cái nồi cơm điện nhà chú xịn thật đấy, chú mua bao tiền đấy? Cái nồi đấy chú mua chục năm rồi, nó vừa hỏng xong đấy. Mày khen đẻo chú à? Đồ cổ là đồ xịn đấy chú ạ. À, ui, cái bao tải này trông cũ phết chú ạ. Khéo bán đi được giá ấy, chứ thành đồ cổ ấy. À chú ơi, nhà chú nấu cơm chưa ạ? Chưa, chờ cô về mới nấu. Ô, thế nhân cái dịp mà chó nhà ai không biết đuổi bọn cháu vào nhà chú thì chú cho phép bọn cháu ở lại nấu cơm cho chú được không ạ? Nấu cơm á? Biết nấu không? Ừ, chú đừng có mà khinh thường bọn cháu. Bọn cháu nấu hơi bị ngon đấy. À, chú ơi, để cháu vo gạo cho ạ. Gạo nhà chú để đâu ạ? Ở trong bếp á, vào mà lấy. À vâng ạ. Hai đứa này lạ nhỉ.
Tự nhiên hôm nay đòi vào nhà mình nấu cơm làm gì? Đúng ra ngay. Gì? Anh ăn cơm với gì đã? Ờ thì có gì thì ăn đấy thôi. Vâng. Chú Giang ơi, có con gà ngoài sân ấy, hay là mình bắt luôn đi, đỡ phải đi chợ. Gà hả? Vì béo. Chị My. Ô, anh em mày ra từ tao có việc gì ấy? Ô, sao lại ăn cơm một mình thế này? Bố mẹ tao đi ăn cỗ rồi. Chúng mày ăn chưa? Ngồi vào đây ăn với tao cho vui. Thôi ăn đi, bọn tao ăn rồi. Gớm, mày còn phải ngại. Ngồi xuống đây. Chị My ạ, à, bọn em no rồi. Chị mời thế bọn em mà lại phải ăn. My hiểu này. Cơm mẻ ngon, cơm ngon quá, gạo còn dẻo thơm. Chị My ơi, thịt kho ngon thật đấy. Còn ít nào không chị? Em xin ít tối về ăn cơm. Nhà tao còn mỗi mấy miếng xương cho chó thôi. Ôi, thế thì ăn hết phần của chó rồi. Thôi, thế còn tí này để em vét nốt ăn cho đỡ phí. Ôi trời. No quá. Tưởng nó vào điều tra. Ai ngờ nó vừa nhảy vào nhà My Béo và nó xà xuống mâm cơm ăn hết sạch của My Béo luôn. Mày đúng mặt dày em ạ. Thì lúc đầu anh chả bảo là đi điều tra. Điều tra không được thì phải ngồi xuống tìm cách ăn cơm đi. Xem là cái gạo đấy có phải được nấu từ gạo nhà mình hay không. Thì em mất liêm sỉ em ăn luôn chưa. Em có hàm gì miếng ăn đâu mà. Mày ăn thôi là đủ rồi. Mày ăn thủng nồi trôi dế nhà người ta như thế. Xem có nhục không hả? Mày làm như ở nhà tao cho mày chết đói không bằng ấy. Tại chị My nấu ăn ngon quá, làm em quên là em đang trong game nhập vai anh ạ. Thế tóm lại là có phát hiện được gì không? Đi hai nhà em ăn cả hai nhà em chả phát hiện được gì cả. Gạo không giống gạo nhà em, anh chị ạ. Thế còn chúng mày, phát hiện ra điều gì không? Ôi trời ơi, thằng Hùng thì nó cũng chẳng khác gì cái Thảo nhà mày. Nó sang nhà chú Giang, nó đòi chú Giang là nấu cơm. Thế chú Giang đồng ý xong rồi nó đòi bắt luôn cả con gà nhà chú Giang. Xong nó thịt không còn một cọng lông nào hết, thế mới sợ chứ lị. Mà không phải mình tao đâu nha, mày ăn cũng không chừa cái pha con vào đâu. Thôi được rồi, coi như kèo này không ăn thua, nghĩ cách khác đi. Tao có một cách. Thế tao nghĩ là về nhà đi ngủ đi chứ ăn no quá giờ mắt tao díp chặt vào rồi ấy. Mày chả được cái nước gì cả. Ơ chúng mày, bao tải kìa. Bao tải gì anh Hiếu? Cái My nó đang chở cái bao tải giống hệt nhà mình kìa. Đi xa xem. My Béo. Gì? Cái bao tải thóc này mày lấy đâu đây? Ô hay, là của nhà tao chứ đâu. Nhà tao hết gạo, mang thóc đi để sát. Bao thóc này giống hệt bao thóc nhà em. Cái gì? Giống bao thóc nhà mày á? Đúng rồi, giống hệt bao thóc nhà tao. Ồ, thế là mày lấy trộm thóc nhà nó hả My Béo? Vớ vẩn, tao tư cách đầy mình á, thèm vào làm cái trò đấy. Đây là bao thóc chú chén chú mang sang bán cho bố mẹ tao. Cái gì? Chú chén á? Ờ, chuẩn rồi. Thế sao hồi nãy tao vào nhà mày tao không thấy? Tao để nó ở gầm cầu thang, sao mà thấy được? Chú chén! Ôi trời ơi! Hiếu thả đấy à? Làm chú hết hồn. Chú định ngó xem bố mày ở nhà hay không ấy. Nhưng mà chắc là bố mày không ở nhà đúng không? Thế thôi, đúng rồi nhé. Chú chén à. Chú đi đâu đấy ạ? À, chú đi uống nhỏ bên làm bên. Mà mày hỏi làm bên gì? Ôi giời ơi, mày vào thẳng vấn đề đi. Sao cứ phải lòng vòng thế? Chú chén ơi, chú có biết bao tải thóc nhà thằng Hiếu đâu không ạ? Đây này, giống cái này này chú. Tao biết bao tải nào đâu. Bọn cháu hỏi chị My Béo rồi. Hôm qua chú mang một bao thóc đến nhà chị My Béo để bán. Cùng lúc đấy nhà cháu cũng mất hai bao thóc. Mà trong số các bao thóc ở nhà chị My á, có một bao thóc có chữ ký tên của anh Hiếu. Chú mà không nói thật nha, là cháu hỏi vợ chú đấy. Thôi, chú mày bẻ bẻ cái mồm thôi. Được rồi, bây giờ chú nói thật đi. Nếu mà chú nói thật ấy, chú sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Hôm qua chú ở chơi vài bán bạc nhưng mà bị thua.
Đánh bạc à? Ôi, chúng mày mẹ em mồm thôi. Chuyện mà đến ai con xưng ứng là đúng rồi, nhất đúng ấy. Chuyện là hôm qua chú con đi ngồi cả lũ bạn đồng niên ấy. Vui quá con làm vài chén, xong rồi chúng nó rủ thê chơi vài ván. Thấy vui quá thế là chúng cứ chơi thôi. Thế là chơi từ chiều hôm trước đến sáng ngày hôm sau thua hết tiền. Chú dây vào bài bạc ấy là dở rồi chú ạ. Lúc đó chúng mê mẩn quá, thế là chú cắm vào điện thoại, xong chúng nó lại còn lột hết ở quần áo giày thép của chú nữa. Xong chúng nó lại còn bảo là nếu như mà chú không trả là nó về đòi tiền con vợ chú. Lúc đấy chú hay quá, thế là chú định chạy sang nhà mày để vay bố mày ít tiền vì biết bố mày mới lấy lương. Nhưng mà lúc sau ấy thì không thấy có ai ở nhà cả, thế là mắt chú lại tia được hai bao thóc. Thế là chú định về rồi nhưng mà tay chú không cản được, thế là ôm hai bao đấy về. Thế là chú nhảy luôn hai bao thóc nhà nó à? Nhà cháu thì đã nghèo rồi, còn mỗi hai bao thóc để ăn những ngày giáp vụ thôi. Thế mà chú cũng lấy được nữa. Tình người đâu, tình làng xóm đâu hả chú? Chú lấy xong chú cũng sợ lắm chứ. Mà mất ăn mất ngủ, mà mắt thâm quầng hết cả lên là có ăn uống được cái gì đâu. Nên là chú xin chú mày đừng có đi bêu thiếu chú nhá. Chú hứa là chú sẽ trả lại nhà chú mày không thiếu hạt nào đâu nhá. Tha chú lần đầu hơi bài bạc mà nhá, thương chú. Thực ra là cháu cũng muốn thương chú lắm. Thế nhưng mà vợ chú biết rồi chú ạ. Hả? Sao mụ vợ chú biết? Là chị My béo phô đấy chú ạ. Ôi ơi, thế là chúng mày giết chú rồi. Anh Kiên! Mình ơi, con biết nói ơi, mình ơi, mình tha tôi lần này, mình ơi. Phạt này thì ông chết với tôi. Nước đi này bọn cháu chịu, không cứu nổi đâu chú ạ. Em không nghĩ chú Chế lại là người như vậy đấy. Vì thế bọn mình mới không biết, không cho chú ấy vào trong cái danh sách đặc biệt trong làng để mà điều tra đấy. Dính vào cái gì không dính, dính vào ngay cờ bạc. May mà chú mới chỉ dây vào một lần thôi đấy. Đúng là cờ bạc là bác thằng bần. Ê, cô Tuyết đây rồi. Hai đứa đi đâu đây? Bọn cháu được tên trộm trả lại thóc cô ạ. Nên hôm nay bọn cháu mang thóc trả lại cho cô. Thật á? Trộm nào mà có lòng thế? Cái này cháu xin phép được bí mật ạ. Cô Tuyết đây, cô Tuyết. Bọn cháu vay thóc cô 2 ngày. Cô cho phép anh em cháu trả lãi cô nửa thúng thóc cô nhá. Nửa thúng thóc này là tiền anh em cháu bán cua đấy ạ. Rồi ạ. Hôm đấy á, cô chỉ trêu chúng mày thế thôi. Thế chúng mày lại tưởng thật à? Dạ vâng ạ. Cô làm thế để chúng mày hiểu rằng kiếm hạt thóc hạt lúa nó vất vả như thế nào, nên đừng có để mất. Bước ra đời vay mượn người khác không dễ như thế đâu, nên có của thì phải biết giữ, biết để dành, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Thế mà cô cứ làm bọn cháu tưởng thật. Chúng mày là cháu của cô không giúp đỡ được gì thôi, ai lại lấy lãi? Cháu cũng nghĩ thế, nhưng mà tại anh Hiếu bảo là cô không biết điều nên là cháu cũng tức lắm ạ. À, ra thế. Bảo sao nguyên ngày hôm qua tao hắt hơi suốt cả một ngày. Được, tao sẽ phô bố chúng mày, cho chúng mày chừa. Ôi, ê, cô chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Coi như cô cháu mình huề làng. Thôi được rồi, cô cũng chỉ đùa thế thôi. Trở tóc về nhà cho cô. Dạ vâng ạ. Đây, giữ ạ.